Xin chào bà con và các bạn. Thì đây là một cái quan cảnh mà Lâm đi tìm một cái loại dược liệu có thể giúp đỡ cho bà con trị được cái bệnh xoài thận nè, xoài mật nè, xoài đường tiết niệu. Bên cạnh đó thì cái nguyên liệu này nó cũng có thể giúp đỡ bà con trị được cái bệnh trĩ ngoại ha. Nếu như bà con bị sưng đau cái búi trĩ đó, rồi bà con khó chịu với cái bệnh này qua nhiều cái cách mà bà con đã dùng nhiều bài thuốc rồi vẫn không khỏi, thì hôm nay cái loại cây này nó cũng sẽ giúp đỡ cho bà con trị một cách rất là đơn giản. Có nghĩa là cái cách làm bài thuốc để sử dụng á, bà con làm rất là đơn giản, nhưng mà cái hiệu quả của bài thuốc á thì rất là tốt đó. Thông thường thì một cái nguyên liệu mà Lâm tìm và giới thiệu đến bà con á, thì cái nguyên liệu này cái yếu tố đầu tiên á, nó là bà con sẽ dễ tìm rồi. Cái yếu tố thứ hai á thì nó lại dễ làm, đúng không? Dễ làm, bà con làm một cách rất là đơn giản, ít có phải công phu lắm đó. Thì những cái yếu tố này nó sẽ giúp cho bà con rất là dễ sử dụng các cái bài thuốc mà Lâm chia sẻ. Đây, thì trước tiên thì Lâm cũng chia sẻ với bà con cái anh này. Anh này là cái anh mật nhân bá bệnh, đúng không? Nó rất giống một cái loại cây. Vậy thì loại cây này cũng có gần kế bên luôn. Bà con quan sát kỹ cái lá đi nha. Rồi Lâm sẽ quay một cái cây kia. Đây, đó. Cách nó phân nhánh như thế này, đúng không bà con? Đó, lá của nó. Mặt dưới, mặt trên lá, đúng không? Rồi. Bây giờ Lâm sẽ quay một cái cây này, nó cũng gần giống với cái cây mật nhân, cây báo bệnh của chúng ta. Đây, bà con thấy, đúng không bà con? Đây, cái cách phân nhánh của nó thì cũng tương tự thôi ha. Nhưng mà con để ý nè, cái tàu lá, đó, để Lâm bẻ một cái đọt này lại gần Lâm cho bà con so sánh ha. Bà con đừng có nhầm lẫn cái anh mật nhân với cái anh này. Nếu như bà con không rành á, thì bà con sẽ nhầm lẫn liền, đúng không? Đây, cái này là cây mật nhân, đúng không? Cái thân, cái tàu lá của nó màu đỏ, còn cái anh này là màu xanh, đúng không? Cái anh này lông rất là nhiều đó. Đây, Lâm quay riêng nè. Đây, cái anh này thì lông của nó rất là nhiều, bà con có thể nhìn kỹ nè đó, đúng không? Lông của nó nhiều lắm bà con. Còn riêng cái cây mật nhân của chúng ta sử dụng, cây báo bệnh á, thì nó lại láng, nó màu đỏ, đúng không? Đó, đó là cách Lâm giúp cho bà con phân biệt giữa cái cây mật nhân và một cái cây giống cây mật nhân, đúng không? Cây này á, thì Lâm không biết gọi là tên gì, nhưng mà cây này thường á, thì bà con mình dùng để lót ổ gà, để cho nó khỏi quá mạt đó bà con. Thì khi Lâm đi quay cây thuốc hay là đi quay cái nguyên liệu để làm bài thuốc cho bà con á, thì gặp bất cứ cái cây gì mà Lâm cảm thấy nó có một cái gì đó liên quan đến cái cuộc sống, đến cái việc mà trị bệnh á, thì Lâm sẽ chia sẻ cho bà con. Bà con có nhận ra cây này không ạ? Cây này là cây bờ lời nè bà con. Cây này rất là thơm ha. Thì bà con bẻ cái lá như thế này, bà con dò như thế này, hửi. Nó có một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Đó, cây bờ lời là cái cây như thế này nè bà con. Đó. Một số bạn thì chia sẻ cây này trị bệnh phong thấp rất là tốt, nhưng mà Lâm thì hiện tại thì Lâm nghĩ nó sẽ có một số tác dụng tốt khác để Lâm theo dõi những cuốn sách cổ hoặc là những cái bài thuốc thực tế đó. Nếu như bài thuốc nó có hiệu quả thì video sau sẽ Lâm sẽ chia sẻ về cái cây bờ lời này cho bà con ha. Rồi, vậy thì cái nguyên liệu mà hôm nay Lâm muốn cùng bà con đi tìm á, đó là nó có tên là kim tiền thảo ha, kim tiền thảo. Vậy thì nó cũng ở phòng vòng ở đây thôi. Đây, tới đây nè bà con. Đây, anh này là kim tiền thảo nè bà con. Nó có bông màu tím ha, nhưng mà hiện tại thì nó chưa có bông. Đó, bên này thì nó sẽ rõ hơn cho bà con. Đây, bà con có thể chiêm ngưỡng cái kim tiền thảo. Cây này dùng để trị các loại sỏi, ví dụ như sỏi thận nè, sỏi mật nè, sỏi tiết niệu nè, rất là hay. Nhưng mà hôm nay thì ngoài những cái bệnh đó thì Lâm còn chia sẻ cho bà con cái cách để giúp cho bà con trị được cái bệnh trĩ nè, rồi cái bệnh quay bị nữa, đúng không? Rồi một số bệnh khác nữa. Mong rằng bà con sẽ dành chút đỉnh thời gian là bà con theo dõi hết cái video này ha. Rồi, cách đơn giản nhất á, để cho bà con dùng cái cây kim tiền thảo này để bà con trị các loại sỏi, sỏi thận, sỏi mật hoặc là sỏi bàng quang, rồi sỏi đường tiết niệu luôn. Thì cái cách đơn giản nhất bà con có thể dùng cho Lâm là 100g tươi như thế này ha, 100g tươi. Còn nếu như khô á, bà con dùng cho Lâm khoảng 40g thôi nha. 40g thôi. 40 đến 50g là cùng. Đó. Thì nguyên liệu tươi hay nguyên liệu khô thì tùy bà con chọn. Cái nguyên liệu của chúng ta đó thì bà con nên nhớ, khi nếu mà tươi thì bà con phải cố gắng là bà con phải đảm bảo cái khâu vệ sinh. Còn nếu như khô á thì trước khi phơi khô bà con cũng phải đảm bảo khâu vệ sinh, đúng không? Rồi, sau khi chúng ta đã có nguyên liệu rồi á, thì bà con cho vào một cái ấm nấu thuốc. Nếu như tươi thì 100g, còn khô là 4-50g. Sau đó thì bà con đổ vào đó khoảng
6 chén nước cho Lâm nha, 6 chén nước ha, tất cả là 6 chén nước. Bà con sắp đặt lại còn 3 chén thôi. 3 chén này bà con sẽ chia ra làm 3 lần uống. Cái kim tiền thảo này, cái gọi là cái đồ nổi tiếng của nó nhờ vào cái bài thuốc trị tất cả các loại, mình gọi là sỏi đúng không bà con? Sỏi thận hay là sản thận đó. Sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang. Rất là hay, kể cả sỏi mật luôn. Nó trị rất là hay nha bà con. Đó. Cái bài thuốc này thì đã nổi tiếng từ rất là lâu rồi, bà con cứ thử kết hợp cái bài thuốc này khi bà con, ví dụ như bà con đang sử dụng thuốc tây chẳng hạn, đúng không? Còn nếu như khi bà con bị các loại sỏi đó, mà bà con đã trị bằng nhiều cách hay là nhiều bài thuốc đông y rồi mà không khỏi, bà con cứ áp dụng bài thuốc này. Đặc biệt cái bài thuốc này á, những cái sỏi nó sẽ được tán ra, nó có nghĩa là nó bào mòn sỏi, nó sẽ tống ra ngoài qua cái đường nước tiểu của chúng ta. Cho nên á, những người mà bị gọi là cái chứng mà gọi là viêm đường tiết niệu á, thì không nên sử dụng. Phụ nữ có thai thì cũng không nên sử dụng. Đặc biệt những người đang bị tiêu chảy á, thì không nên sử dụng bài thuốc này. Tại vì bài thuốc này, cái cơ chế trị sỏi thận hay là sỏi mật hay sỏi bàng quang, sỏi đường tiết niệu, nó trị rất là mạnh đó. Một số cái đối tượng mà Lâm vừa chú ý á, bà con nhớ cố gắng nha, chúng ta không được dùng cái bài thuốc từ cây kim tiền thảo để trị các loại sỏi này. Đây là cái bài thuốc để trị cho những người mà gọi là giai đoạn nhẹ đó. Còn nếu như bây giờ bà con muốn sử dụng cái cây kim tiền thảo này để trị sỏi thận nè, sỏi tiết niệu nè, sỏi bàng quang nè, đúng không, mà ở dạng nặng, thì bà con buộc phải kết hợp với một số cái nguyên liệu khác. Vậy thì nguyên liệu đầu tiên á, chúng ta dùng là tất cả cái nguyên liệu trong bài thuốc này là dùng dạng khô, bắt buộc bà con phải dùng dạng khô hết. Đó là kim tiền thảo thì bà con dùng cho Lâm là 16g, là anh này 16g. Cây cối sai là 16g, thân và lá phơi khô luôn đúng không bà con? Đó, 16g. Rồi, ké đầu ngựa là 16g. Ké đầu ngựa thì hình như là bà con phải đi mua rồi, đúng không? Nguyên liệu này thì khó tìm lắm. Nguyên liệu này thì có một số vùng á, rất là nhiều, nhưng mà có số một số vùng thì không có. Đó, ké đầu ngựa là 16g. Rễ cỏ xước hay là cái một cái tên gọi khác là ngưu tất đó bà con. Đó, là 16g. Bà con nhớ kỹ nha, chúng ta sử dụng rễ của cây cỏ xước đó, 16g. Rồi, rễ của cây đinh lăng. Cây đinh lăng là một cái cây gọi là sâm của Việt Nam đó bà con. Đó, bà con sử dụng rễ của cây đinh lăng cũng dạng khô luôn. 16g. Rễ cỏ tranh hay là có một cái tên gọi khác là bạch mau căng ở dạng khô, 16g. Rồi, hai nguyên liệu cuối cùng của chúng ta đó là thổ phục linh. Thổ phục linh. Nếu như bà con không biết thổ phục linh là gì, bà con có thể lên Google search giùm Lâm ha. Thổ phục linh là 16g, mộc thông 10g. Vậy thì Lâm xin điểm danh lại một lần nữa những cái nguyên liệu của mình: kim tiền thảo, cối sai, ké đầu ngựa, rễ cỏ xước, rễ của đinh lăng, rễ cỏ tranh, thổ phục linh, tất cả đều là 16g khô hết. Rồi, riêng anh mộc thông là 10g. Thì sau khi bà con đã có được tất cả các nguyên liệu này rồi, bà con cho lên một cái nấu thuốc, bà con đổ vào đó là 1,5 lít nước, bà con xác đạt lại còn 1 lít nước, bà con chia ra, bà con dùng trong ngày ha. Mỗi một ngày bà con dùng một thang như thế này. Thì sau đó bà con dùng liên tục cho Lâm khoảng chừng 7 đến 10 ngày thôi. Thì các cái bệnh ví dụ như là sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang, nó sẽ tự dừng khỏi ha, tự dừng khỏi, bởi vì nó đã, cái cơ chế của nó sẽ bào mòn sỏi nhỏ nhỏ và nó đào thải ra cái đường nước tiểu của chúng ta rồi. Đó. Khi bà con bị các loại sỏi thì bà con hãy nhớ đến cái anh kim tiền thảo này ha. Kim tiền thảo là vua trị các loại sỏi. Đó. Bây giờ thì nếu như mà bà con bị bệnh trị đúng không? Rồi, qua nhiều cách. Ví dụ như bà con đã trị bằng nhiều cách rồi mà bệnh trị của bà con vẫn không khỏi. Vậy thì hôm nay kim tiền thảo này nó cũng có thể giúp đỡ cho bà con trị bệnh trị, đặc biệt là trị ngoại nha bà con. Cái búi trị của bà con đã sưng, đã đau, đã rất là rát rồi, thì cái kim tiền thảo này nó sẽ trị được cái bệnh này. Với điều kiện á, thì bà con dùng cho Lâm á, là nếu như khô á, là 50g, tươi là 100g kim tiền thảo này ha. Sau đó đó thì bà con sắc với 5 chén nước, còn lại 3 chén. Cứ mỗi một ngày á, bà con dùng một thang như thế, bà con dùng khoảng từ 1 đến 3 tháng. Cái thời gian trị bệnh trị của bà con đối với cái cây kim tiền thảo này á, thì nó hơi lâu tí xíu. Nhưng mà vấn đề á, khi cây kim tiền thảo này bà con dùng để trị bệnh trị thì bên cạnh đó nó còn giúp cho bà con rất là mát gan. Có nghĩa là thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể, giải độc gan á. Rất là hay.
Lâm nói thì nói dự phòng thôi, 1 đến 3 tháng. Nhưng mà thực chất á, bà con nếu như cơ địa bà con khỏe, bà con phù hợp với cái loại kim tiền thảo này, bà con sử dụng khoảng 20 ngày thì cái bệnh trị của bà con nó đã có hiệu quả rồi. Cái búi trị của bà con nó sẽ không còn đau nữa và nó sẽ từ từ bình phục khoảng 7 đến 80% rồi bà con ha. Vậy thì vừa rồi Lâm đã chia sẻ với bà con được ba bài thuốc đúng không? Chúng ta trị trị sỏi, các loại sỏi thì 2 bài, rồi trị bệnh trị 1 bài nữa. Rồi nếu bây giờ bà con bị quai bị ha, bà con bị quai bị, cái bệnh này thì nếu như bà con bị thì bà con sẽ sưng đau cái vùng ở dưới dưới cái hầu của chúng ta đúng không? Rất là khó chịu. Nhưng mà đặc biệt á, cái bệnh quai bị này nếu như bà con điều trị không kịp thời á thì nó sẽ ra có một số cái biến chứng rất là nguy hiểm đến về sau này cho chúng ta. Cho nên á, bà con có thể dùng kim tiền thảo này nè, bà con dùng cho Lâm một một nắm ha, một nắm thôi đó, một nắm cỡ nhỏ nhỏ vậy nè, bà con dùng những cái phần như thế này đó, bà con dùng cho Lâm nắm vậy đúng không? Rồi bà con rửa sạch sẽ đi nha. Rồi sau đó bà con tiến hành bà con giã nát ha, bà con giã nát ra, bà con dùng cái bã của nó đó, bà con đắp trực tiếp vào ngay chỗ cái hầu của chúng ta, cái chỗ mà chúng ta bị quai bị sưng đau đó. Khi bà con đắp thuốc, khi bà con dùng cái bã này, bà con đắp cái chỗ quai bị mà chúng ta bị gọi là bệnh quai bị mà bị sưng đau đó bà con, thì bà con cố gắng là dùng cái miếng vải hay là cái khăn sạch gì đó, bà con cố định là dùng Lâm ha. Thì cái bệnh quai bị khi được điều trị bằng cái kim tiền thảo này thì cứ sau 12 giờ khi chúng ta bắt đầu điều trị bằng cái bã của cái kim tiền thảo này thì nó sẽ không còn sưng và đau nữa đó. Bà con cứ tiếp tục đắp cho Lâm vài lần nữa để cho nó khỏi luôn, khỏi hẳn luôn. Tại vì cái bệnh quai bị nếu như bà con điều trị không kịp thời á, nó sẽ có một số biến chứng rất là nguy hiểm. Rồi, vừa rồi thì ngoài cái việc mà trị sỏi, rồi trị bệnh trị, thì cây kim tiền thảo này nó còn giúp cho bà con trị được cái bệnh quai bị nữa ha. Nếu như Lâm phát hiện được một số hay là những cái tác dụng quý nữa từ cái kim tiền thảo này thì Lâm sẽ chia sẻ với bà con ở những cái video sau. Còn bây giờ thì Lâm xin phép bà con và các bạn Lâm kết thúc video đây ha. Trước khi kết thúc thì Lâm xin kính chúc sức khỏe bà con và các bạn. Lâm xin cảm ơn các bạn và bà con đã dành thời gian theo dõi video của Lâm ha. Nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh của Lâm thì nhớ đăng ký để nhận được những cái video mới nhất của Lâm. Qua đây thì Lâm xin bày tỏ một cái lòng cảm ơn đối với những bạn và những bà con đã đóng góp ý kiến cho kênh của Lâm ngày một phát triển hơn. Vậy thì bây giờ Lâm xin chào bà con và các bạn nha. Lâm xin hẹn gặp bà con và các bạn ở những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.